thì cũng báo cáo các ông, các bà, các bác, rồi các anh, các chị, các con cháu đôi bên nội ngoại. Hôm nay là ngày 15 tháng 2, tức là ngày mùng 4 Tết Tân Sửu. Thì gia đình chúng con có tổ chức cái lễ để mừng thọ cho bố con tròn 75 tuổi. Thì thay mặt gia đình con xin trân trọng cảm ơn các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, anh em nội ngoại đôi bên đã đến động viên và chúc thọ cho bố con. Và xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các ông, các bà, các bác, các con cháu nội ngoại đôi bên ấy, năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Thế còn hôm nay thì cũng tổ chức một cái bữa gọi là tiệc nho nhỏ để chúc thọ cho ông nhà con, và cũng chúng con là chúc bố là sống lâu trăm tuổi, và chúc toàn thể đại gia đình ta là năm mới mạnh khỏe hạnh phúc. Và sau đây là xin mời các ông, các bà, các bác, cô chú, con cháu nội ngoại là nâng ly để chúc mừng cho bố con ạ. Con xin trân trọng cảm ơn.